Tập 179 Để bà nội vui. Bố xem này, chúng ta không xuất phát thì sẽ không kịp mất. Trời xanh, hôm nay bố thấy rất phấn chấn. Còn phải nói sao? Hôm nay đi tham gia cuộc thi nhiếp ảnh mặt trời hồng. Trong số những người tham dự, bố nhất định là người phấn chấn nhất. Được được, xuất phát nào. Mẹ, hai bố con đi đây. Ừ, đi đường nhớ chú ý an toàn. Mẹ, mẹ không khỏe ư? Mẹ hơi đau lưng. Hả, đau lưng ư? Hay là bố con tôi không đi nữa? Đi đi, không có chuyện gì lớn. Nhưng mà anh và bố cứ yên tâm mà đi. Ở nhà còn có em mà. Chắc chắn sẽ chăm sóc mẹ thật tốt. Vâng, yên tâm đi đi. Ở nhà còn có con chăm sóc bà nội. Tạm biệt, tạm biệt. Để con chăm sóc mẹ. Để cháu chăm sóc bà. Để mẹ chăm sóc thì hơn. Mẹ tận tâm hơn con. Để con chăm sóc bà thì hơn. Vóc dáng con nhỏ, hành động nhanh nhẹn. Còn có cả hoa gạo giúp con nữa. Mẹ biết bà thích cái gì. Nhưng bà nội thương con nhất. Con biết cách chăm sóc bà hơn. Chắc chắn mẹ chăm sóc tốt hơn con. Con là cháu gái ngoan. Mẹ là con dâu Thảo. Đúng là hai đứa trẻ con. Mẹ, uống nước quả tươi mới ép đi. Bổ sung vitamin. Được. Bà uống trà đi. Ông nói uống trà trị bách bệnh. Kẹo bông, sao con có thể như vậy chứ? Làm sao chứ? Bà thích uống nước trà của con mà. Đúng không bà nội? Kẹo bông, giờ bà không thấy khác. Bà muốn ra ngoài phơi nắng. Phơi nắng ư? Được thôi. Mẹ, để con xoa bóp cho mẹ. Mẹ ít vận động, cơ bắp dễ đau nhất. Đám mây thật là tận tâm. Bà nội, cháu cũng biết xoa bóp. Hoa gạo, nằm xuống. Mẹ, xoa bóp thế này có thoải mái không? Thoải mái lắm. Mình phải xoa bóp tốt hơn. Bà nội, thế này có thoải mái không? Thoải mái, cũng thoải mái. Kẹo bông, ra đây chơi đi. Không được, em đang chăm sóc bà nội. Bà thích nhất là em xoa bóp cho bà. Kẹo bông xoa bóp vừa nhanh vừa tốt. Chẳng trách bà lại thích. Vậy chúng ta đừng làm phiền kẹo bông nữa. Lúc khác tới rủ em đi chơi sau. Thế là nói mình xoa bóp không tốt sao? Chẳng phải chỉ là tốc độ thôi hả? Mình cũng làm được. Ôi da, kẹo bông đấm chậm thôi. Đám mây à, con bóp đau quá. Buồn quá, buồn quá đi mất. Đủ rồi, đủ rồi. Bà nội, cháu xoa bóp có tốt hơn mẹ đám mây không? Mẹ, nhất định là con xoa bóp tốt hơn. Đúng không nào? Đều tốt cả. Bà nội ăn rau đi. Cảm ơn kẹo bông. Kẹo bông thật là hiểu chuyện. Mẹ, ăn chút nấm đi. Được được, không cần gấp cho mẹ. Con cũng mau ăn đi. Mẹ, ăn sườn này. Bà nội ăn đùi gà đi. Hai mẹ con ai chăm sóc bà tốt hơn? Bà ơi, rốt cuộc là ai thắng vậy? Đúng vậy, hai mẹ con ai chăm sóc mẹ tốt hơn? Hiếu kính người già làm gì có thắng hay thua. Hai mẹ con đều thắng. Vậy có phải sự chăm sóc của hai mẹ con khiến mẹ vui hơn không? Hai mẹ con có muốn biết điều gì khiến bà vui hơn không? Có ạ. Chỉ cần hai mẹ con không tranh giành cãi cọ, thật là vui vẻ, là bà vui nhất rồi. Hễ vui vẻ thì bệnh gì cũng không có. Mẹ, con biết phải chăm sóc mẹ thế nào rồi. Cháu cũng biết rồi. Hai mẹ con nhất định sẽ khiến bà vui.
bé Hư và bé Ngoan. Cháu chào cô đám mây. Chào quả táo nhỏ. Nào, ăn chuối đi. Cảm ơn cô đám mây. Không cần phải cảm ơn. Quả táo nhỏ thật là lễ phép. Quả táo nhỏ, lát nữa bọn mình đi chơi nha. Được. Quả táo nhỏ đúng là một em bé ngoan. Kẹo bông cũng là em bé ngoan mà. Đúng, kẹo bông nhà chúng ta cũng là một em bé ngoan. Mẹ đám mây, con ra sân chơi tìm quả táo nhỏ nha. Đừng về muộn quá, chú ý an toàn đó. Làm cầu giật mình rồi hả? Kẹo bông, bọn mình cùng đọc sách nha. Quyển sách này rất hay. Không đâu, đọc sách không thú vị. Chúng ta tìm trò chơi thú vị hơn đi. Vậy chúng ta chơi cái gì đây? Những trò ở đây đều chán quá. Còn có gì vui hơn không nhỉ? Chúng ta cùng tô màu cho búp bê nha. Mình nghĩ ra trò chơi thú vị rồi. Có đẹp không? Thú vị quá. Thú vị, trò này thú vị quá. Yêu mình thì hãy yêu lấy mình. Để kẹo bông ôm cậu. Muộn thế này rồi, sao kẹo bông vẫn chưa về nhỉ? Con bé này hễ mãi chơi là quên cả thời gian. Quả táo nhỏ, cậu xóa hết hoa mình vẽ đi rồi. Như vậy thì đâu còn đẹp nữa. Nhưng mà cậu trưởng không thích bị vẽ thành như vậy đâu. Vẽ thế này rất đẹp mà. Vì sao nó lại không thích? Kẹo bông, đây đều là do con vẽ ư? Đúng vậy, mẹ đám mây. Mẹ thấy có đẹp không? Kẹo bông, con làm như vậy là không đúng đâu. Các thiết bị ở sân chơi là tài sản công cộng. Mỗi người chúng ta đều phải biết giữ gìn tài sản công cộng. Còn đúng là bé Hương, quả táo nhỏ mới là bé ngoan. Kẹo bông, kẹo bông. Kẹo bông, sao con không ăn cơm? Hôm nay mẹ làm món cánh gà rán con thích ăn nhất. Con nếm thử xem. Mẹ nói kẹo bông là bé Hư. Bé Hư không cần ăn cơm đâu. Còn bé này. Hoa gạo, cậu nói xem mình có phải bé Hư không? Mình không phải bé Hư đâu nhỉ? Nhưng mẹ đám mây không thích mình nữa. Mẹ chỉ thích quả táo nhỏ thôi. Mẹ không thích bé Hư. Con mau đi đi. Mẹ đám mây, mẹ đám mây. Con không phải bé Hư, con là bé ngoan mà. Mẹ thích con đi mà. Đừng khóc, đừng khóc. Mẹ đám mây mãi mãi thích kẹo bông. Còn bé này, phải làm thế nào mới khiến nó hiểu đây? Có cách rồi. Đây đều là một thực phẩm làm bằng nước hoa quả. Liệu có thể khiến kẹo bông hiểu ra không? Kẹo bông, làm sao vậy? Vừa mới sáng sớm ra sao đã khóc rồi? Mặt của con không xinh đẹp nữa. Con xấu đi rồi. Thầy cô giáo và các bạn ở trường mẫu giáo, bọn họ sẽ cười con. Được rồi, đây đều là màu thực phẩm. Rửa một cái là hết ngay. Kẹo bông à, mặt bị vẽ hoa có phải khiến con không vui không? Vậy con nói xem, người khác bị vẽ thành như vậy có thích không? Cầu trượt xích đu cũng vậy. Chúng cũng thích mặt mình được sạch sẽ. Con nói xem, có ai thích mặt mũi bẩn thỉu không nào? Kẹo bông, con đi đâu vậy? Kẹo bông. Kẹo bông, con muốn làm gì vậy? Con muốn đi lau sạch cầu trượt xích đu. Ngoan lắm, vậy mới là bé ngoan của mẹ đám mây chứ. Vậy mẹ đám mây còn yêu kẹo bông không? Có chứ, mẹ đám mây mãi mãi yêu kẹo bông. Thật không ạ? Con muốn mãi mãi là bé ngoan của mẹ đám mây.